Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm trị mụn đến từ nhiều thương hiệu khác nhau, nên giá tiền cũng sẽ khác nhau. Đặc biệt một trong số các sản phẩm được nhiều chị em săn lùng gần đây, không thể không kể tới kem 4K Plus đỏ. Sản phẩm này nổi bật từ thiết kế, chất kem cho đến những công dụng đem lại. Tuy nhiên cũng có rất nhiều thắc mắc cho rằng, liệu kem 4K Plus đỏ có phải kem trộn không? Trong video này, shop sẽ giúp bạn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem trị mụn 4K Plus đỏ 5X không phải là kem trộn. Nếu như bạn mua đúng hàng chính hãng ở những shop bán hàng uy tín và có tâm, còn nếu bạn lỡ mua phải hàng giả nhái thì có thể đó là kem trộn. Bởi vì dòng kem trị mụn làm giả rất dễ, họ trộn các thành phần hóa chất khác nhau giúp cho da đẹp và hết mụn nhanh lắm, nhưng hậu quả về lâu dài có thể khiến cho da đen sạm, nổi mụn trở lại nặng hơn sau một vài tháng mà không thể trắng đẹp lại như trước đó được. Vì thế nên nếu bạn mua đúng hàng chính hãng thì yên tâm sử dụng nhé. Kem trị mụn 4K Plus đỏ chính hãng không phải là kem trộn. Bởi sản phẩm này đã được kiểm chứng hoàn toàn tốt cho da và không hiệu quả ngay lập tức như kem trộn. Không những thế, dòng kem này còn có thành phần chính là nhân sâm, đây là thành phần thường thấy có trong các loại kem dưỡng da cao cấp. Nhân sâm được biết đến là loại dược liệu quý đến từ thiên nhiên và có công dụng cực tốt trong việc trẻ hóa làn da. Hơn nữa, kem trị mụn 4K Plus đỏ là của thương hiệu nổi tiếng, được thị trường đón nhận rộng rãi. Nếu là kem trộn thì họ sẽ đồn ẩm lên khắp mạng xã hội và báo chí, công an vào cuộc thì làm sao tồn tại được. Chưa kể khi xuất ra nước ngoài, còn được kiểm tra nghiêm ngặt bởi các đơn vị chức năng hải quan khác nữa. Nên là hàng thật thì sẽ không có chuyện là kem trộn được và shop mình tìm hiểu kỹ càng trước khi bán hàng lắm luôn. Nếu bán vì tiền thì bên mình đã nhập hàng về bán đại, bán rầm rộ để kiếm tiền rồi. Đằng này shop mình đã phải tìm hiểu kỹ càng mới dám nhập về để bán. Và sau đó thì được khách hàng bên shop sử dụng và đánh giá rất hiệu quả. Sau đó thì khách mua lại nhiều lần nữa, giới thiệu cho bạn bè người quen dùng nữa. Nên có thể khẳng định là kem trị mụn 4K Plus đỏ có hiệu quả tốt trong việc trị mụn và chăm sóc da trắng mịn. Nếu là kem trộn thì chắc khách hàng quay lại chửi banh xác shop mất rồi. Vì lượng khách sỉ, khách spa và người quen của shop mua nhiều đó là những gì shop mình muốn nói, để bạn có thể tìm và tin tưởng mua chỗ nào bán kem chính hãng, và uy tín. Để bạn có thể mua đúng hàng và dùng cho ra hết nám tàn nhang, để tự tin hơn, yêu đời hơn. Kem 4K Plus đỏ 5X hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm. Họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem 4K Plus đỏ 5X hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.